áp giải tù nhân lớn và nguy hiểm nhất Nam Mỹ. Nhà tù San Francisco, Cotera, El Salvador sắp sửa thành trại giam tàn khốc nhất Nam Mỹ khi hơn 1.000 tên tội phạm máu lạnh nhất bị chuyển về đây từ khắp các nhà tù của nhiều quốc gia. Những tay mafia đối địch bị buộc phải sống chung phòng với nhau cho đến khi mãn hạn. Mới đây, chính phủ El Salvador đã quyết định sẽ tống 1.177 thành viên của băng đảng Barrio 18 vào nhà tù San Francisco Gotera, SFG, đại bản doanh của hãng MS-13, kẻ thù truyền kiếp của Barrio 18. Quyết định này nhằm giảm bớt tình trạng những tù nhân hiền lành bị băng nhóm tàn bạo này giết hại và hành hạ trong nhiều năm qua. Barrio 18 và MS-13 là hai băng đảng mafia khét tiếng nhất châu Mỹ. Danh tiếng của chúng có ảnh hưởng sang tận Mỹ và Canada vì những màn buôn lậu ma túy lên tới cả tỷ USD và các cuộc thanh trừng đẫm máu. Vì tranh chấp lợi nhuận và địa bàn làm ăn, nên hai băng này vốn là kẻ thù không đội trời chung từ nhiều năm nay. 1.177 tay giang hồ Barrio 18 cộng cán này được chuyển từ nhiều nhà tù ở Colombia, Honduras và các trại giam El Salvador đến SFG và bị buộc phải sống chung phòng với các đối thủ MS-13. Để hoàn thành được những chuyến xe địa ngục này, chính phủ El Salvador đã phải huấn luyện các sĩ quan cảnh sát từ một năm trước. Bên cạnh đó, thì quân đội nước này cũng tham gia hỗ trợ áp giải tù nhân, đề phòng việc chúng sẽ trốn thoát tập thể. Tuy chưa bao giờ được công bố chính thức, nhưng hầu như những người phải vào tù ở El Salvador đều phải cố gắng để sinh tồn từng ngày. Vì các sĩ quan quản giáo nước này chỉ có nhiệm vụ duy nhất là không để ai bỏ trốn. Hình ảnh những chuyến xe buýt tử thần chở cả nghìn tay sát thủ Barrio 18 đến doanh trại mới. Các tù nhân bị còng vào nhau và đi đất để khó có thể chạy trốn. Các sĩ quan cảnh sát và quân đội đều được trang bị vũ khí tới tận răng. Những chuyến xe chở đầy thần chết chuẩn bị lăn bánh mới là lúc công việc bắt đầu. Điều đáng lo ngại nhất đối với lực lượng áp giải là các thành viên còn tự do của Barrio 18 sẽ đến giải cứu chiến hữu. Họ đã phải chuẩn bị và tập luyện cho mọi tình huống xấu nhất cả năm trời. Với những tên tù đặc biệt nguy hiểm thì thậm chí còn bị còng 3 người. Chưa bao giờ có sự sợ hãi trong mắt họ, một sĩ quan áp giải cho biết. Cảnh sát và sĩ quan quân đội El Salvador đều căng như dây đàn trong ngày này. Nhà tù San Francisco Gotera sẽ là chốn ngục tù tàn bạo nhất châu lục trong thời gian tới. Bởi vì hàng xóm của Barrio 18 lại là đối thủ MS-13. Đầu lĩnh của băng đảng MS-13 hiện đang bị giam giữ ở Honduras, có thể sẽ trở về nhà tù SFG trong thời gian tới. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, trùm xã hội đen, mafia, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.